Shop Bếp Gấu.com, chữ chính làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com, uy tín làm nên thương hiệu. Ở tập trước, không ổn anh Gấu ơi, không ổn. Nếu mà chịu nữa đi thích đấu thì thôi, mình chờ anh reset xuống trên đồng ấy. Chờ anh xuống trên đồng mà, rồi. Nói thế như xỉn dùng mính à? Không có đâu em. Chờ. Như anh Gấu là xuống trên đồng mới bắn được à? Chờ anh xuống trên đồng đấy rồi em bắn. Thế... Không xỉn nhục em bảy bảy, ai là xỉn nhục em? Anh. Ví dụ như là em có trình đi thì lúc đó là mới là xỉn nhục. Còn này là anh già mà xỉn nhục với em. Đúng không? Ui, vào thanh chết đi anh Gấu ơi. À, vào thanh chết đúng không? Trận này nghiêm túc nè. Trận cuối nè. Rồi, trận cuối đúng không em? Không được, anh nói với em nè. Hôm nay á, em muốn bắn 1000 trận cũng được, vì hôm nay live show của em mà. Ôi. Em muốn bắn tháng mai cũng được, tự nhiên hồi trưa anh ngủ dậy anh Tứ. Thằng nào trong tóc WC nhắn tin là hôm nay lấy anh 50 triệu gì đây. Con mẹ rồi. Thằng cái thằng nào mà nhắn tin nói là em đã chuẩn bị cái thanh đao 3 tháng nay rồi, là hôm nay em vào em sẽ trải nghiệm để em lấy anh 50 triệu vậy. Anh quên mẹ cái tên đó nữa rồi. Thằng đó như là tên C4 hay sao. Nó cay thế. Biết thế máy đi rèn tí lại rồi mới vô gạ kéo, mới tắm xong đi gạ kéo. Vô lại nha. 1, 2, 3. Ôi, tắm gì tắm. Bây giờ có ỉ đi không vậy? Nhiều khi danh Kim Cương 4 nó còn gắt hơn danh Đại Kiền Tướng này. Anh chắc chắn rằng danh Kim Cương 4 gắt hơn Đại Kiền Tướng nhiều luôn. Anh chắc chắn điều đó. Nhưng mà kỹ năng của em nó gà. Tắm xong nó trôi hết người cay. Tắm cái gì? Tắm xong mày đi theo thằng NPC mày tấu hài lắm luôn. Thôi. Bắn thế này thì thôi chứ làm sao mà hôm nay được kỹ năng mình bắn thế này không được. Mày đã tặng kỹ năng rồi. Chết rồi. Bắn này là hai la gì nước mà nghỉ thôi anh bắn em ơi. Bắn thế này chắc anh mày solo với anh chốt mày chắc 70 đấy. Má bắn đố mà chốt 70 nó xóa game nghỉ luôn. Xó luôn chứ còn gì đó. Nếu mà bắn cái này thì chốt con mẹ còn chứ còn nữa mà không chốt. Má bắn đố mà chốt 70 nó xóa game nghỉ luôn. Xó game luôn chứ còn gì nữa. Nếu mà bắn như thế này đấy solo không lại thằng boss của mày đặt bú cho mấy. Thôi từ đây. Đủ tăng biết rồi, tăng biết rồi. Đủ tăng biết rồi. Tăng biết rồi, tao cũng tăng càng từ mặt tả luôn. Tắt mic đi tao. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều ban mai, tình cờ ta hỏi nhỏ nhỏ bao kỳ ghê đây. Ừ thì kỳ ghê đây, bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ không. Lần này ta lại gặp nhỏ trong âm nắng chiều rè bay bay. Lần này ta lại hỏi nhỏ nhỏ bao người ren chi. Ừ thì người bạch kim thôi thì yêu nhé nhỏ nhỏ say nô. Để coi thử mà chạy đâu. Bên này số 4 bị tâm lý rồi. Xong, chuẩn bị chết. 4 chú lên 1 lần.
đeo đi em. 4 người lên một lần nha, 4 người lên một lần nha, 4 người lên một lần nha anh em nha. Đừng có đùa đây, điên rồi đấy, nó thằng này điên rồi đấy, nổi máu rồi đấy. 4 người lên một lần nha anh em nha, nói trước đấy. Thằng này đang điên đấy. Tắt mic mình rồi. Nó tắt mic mình rồi. Thằng đi rồi. Đi với tao hả? Thằng đi rồi. Florentino hả? Đi. Coi. Bắn cái tàu đi. Tiếng rồi, thường thường gặp người là hăng lắm, bây giờ gặp người bỏ chạy luôn mà. Tiếng rồi. Thôi, trận này nữa thôi, không cho chơi nữa. trận này là trận cuối cùng rồi. Đêm dài lắm rồi. Trận này thôi. Rén rồi. Bác rén cho ai? Chọn tôi mà rén. Bác môn độn giáp không? Haki rồi, mình đến bật Haki quan sát rồi. Coi thử quan sát bằng máy mắt. Anh em cứ cắn lén ở đây. Cứ ngồi đó. Trời đi lẻ là dồn đam, 1, 2, 3, 4. Dồn đam nó. Cho nó có 8 cái Haki quan sát thì nó cũng chết. Coi thử. Haki ba vương cũng ngủ rụng luôn. Coi gì nổi không? Có địch. Có địch hả? Tốt lắm. Tốt lắm hả? Xin lỗi. Lao à. Thằng này lao à. Lắc đâu mà lắc anh em, mạng mẽ bình thường mà. Coi chứ coi mày lắp vô cái nào. Trời ơi, danh ma cấu toàn boss lái xe này không ai bắn luôn nổi. À, từ mà phải chuyện nói em. Tư ơi, mày lắc ra. Tư ơi. Tư. Xin gì anh? Trời, em tuyên bố em lái xe này tốt bột luôn này. Gì hả? Ủa, nhỏ gọi gì ra? Khi nào đi gặp nhỏ gì em Tư? Tư. Thôi ông nội, đừng hỏi nữa ông nội. Cái này làm nói gì em? Ủa xong lái xe đi em. Đồ thấy nhỏ đang hình lên TikTok rồi tìm gái luôn nợ. À, tự nhiên hôm qua nước cái tóc thấy nhỏ đang hình lên đồ điện gái chứ.
Hai kêu quan sát các bạn. Mà vẫn không ngắm mình trượt này đâu, chết là trận này chắc là chết. Đây. Bấm lên bắn mà trượt mày chết. Hỏng, hỏng. Rồi thế này đi. Hàng thế này nghỉ em. Không. Có bữa này bữa kia cho em. Mày kiếm mới bài được có tháng mấy hai tháng mà đặt vô cái rồi. Đó, lắc cái sau. Trời ơi, thế này. Nó toàn bon gì mẹ em anh Dấu ơi. Ôi trời. Kỳ tướng quạt, kỳ tướng à. Kỳ tướng quạt, kỳ tướng à. Kỳ tướng mà đang ghi bón thấy không anh không? Kỳ tướng. Ai kỳ tướng các bạn thấy không? Kỳ tướng không? Rõ ràng chưa? À, ngông cuồng thành tự xét. Ao rồi chắc chạy luôn rồi. Chạy rồi. Chạy được quá, để chạy được quá. Ủa sao vậy em Tư? Thôi. Trời bắn cái gì vậy? Tư, bắn cái gì kỳ vậy? Sao thấy anh thấy bữa nay bữa giờ em có chơi trò thú chứ sao không? Không. Trời ơi, đúng rồi, chơi quá mày ao trình rồi. Nãy giờ anh giỡn mày sao bắn gì kỳ vậy em? Thì hiện tướng boss không mà sao kỳ vậy? Trời ơi, bây giờ bắn boss thì buồn anh. Bắn gì mà kỳ vậy? Thôi anh em mình làm dáng không? Nào anh phá lanh đi, mình chơi tiếp. Ôi là trời, vậy là chịu nổi đây kỳ tướng đúng không? Trời hay là mình thích vô anh đi cho mày coi không? Nhìn thằng boss mình thấy không muốn bắn luôn. Ôi là trời, lại nó thù. Hay là mình thích vô thể hiện anh? Thứ gì? Không, nhìn không thấy à? Bà mẹ ăn. Trời ơi là trời, cái gì vậy? Thì tao đã bảo là 70% thôi con... Bắn không nổi nữa, bây giờ sao? Nào anh phá danh đi, mình chơi tiếp.